Chào tất cả các thành viên của X-Channel. Rolex là một trong những thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp bán chạy số 1 trên thế giới. Chính bởi lý do này mà Rolex cũng là thương hiệu bị làm nhái nhiều nhất trên thế giới. Từ hàng fake thấp cấp đến hàng replica với mức độ tinh vi cực kỳ cao. Vì vậy nên càng ngày càng khó phân biệt một chiếc đồng hồ Rolex thật và giả cho một người mới chơi đồng hồ. Và để giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong việc phân biệt, ngày hôm nay hãy cùng X-Channel theo dõi xem các chuyên gia đến từ Watch Finder & Company sẽ cho chúng ta những mẹo gì nhé. Chúng tôi đã dành cả kỳ nghỉ ở những nơi như Ai Cập và đã tìm thấy một cửa hàng bán những chiếc đồng hồ Rolex. Chúng thường được làm rất đẹp, tuy nhiên chúng không phải là những chiếc đồng hồ chính hãng. Như bạn có thể thấy ở chiếc đồng hồ fake này, phần ngày tháng đang bị mắc ở phía bên trên và có những mảnh ghép đang rơi xuống. Chất lượng của chiếc đồng hồ này rất tồi tệ. Vì vậy, nếu bạn đang mua một chiếc đồng hồ Rolex, bạn có thể sử dụng những mẹo sau để đảm bảo rằng mình đang không mua phải một chiếc đồng hồ fake. Đồng hồ fake được làm ngày càng hoàn hảo và rất giống với những chiếc đồng hồ chính hãng. Vì vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hai dòng đồng hồ này nếu như các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu tại sao những chiếc đồng hồ fake lại được làm ngày một tinh tế hơn. Ở một số đất nước phía Đông, đặc biệt là Trung Quốc, họ đã có thể làm những đồ vật nhái hàng thật từ nhiều năm về trước. Ngày nay họ đã làm ra những chiếc đồng hồ fake hoàn hảo, thậm chí có thể làm giả bộ máy giống của Thụy Sĩ để làm những chiếc đồng hồ này. Họ còn có thể làm giả ô tô. Ví dụ như chiếc Land Rover Evoque được làm giả từ bề ngoài cho đến bên trong động cơ và được bán rộng rãi ở thị trường Trung Quốc. Với sự tiến bộ của máy móc và công nghệ hiện đại, những chiếc đồng hồ chính hãng và đồng hồ fake ngày càng khó phân biệt. Và hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn một vài sự khác nhau giữa chúng. Sự khác biệt giữa hai chiếc đồng hồ này là rất nhỏ. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn sự khác nhau giữa chúng qua các chi tiết nhỏ nhất. Trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu với phần case của đồng hồ. Hầu như không có sự khác biệt nào, thậm chí kích cỡ và hình dáng cũng y hệt, lớp hoàn thiện cũng được đánh bóng giống nhau. Cách duy nhất để phân biệt phần case là dựa vào dòng chữ giữa tai và dây đeo của đồng hồ. Núm vặn bên cạnh để điều chỉnh ngày giờ cũng rất khó để phân biệt. Bạn phải nhìn xuống dưới phần rãnh mới thấy được bộ máy ở chiếc đồng hồ fake thô hơn chiếc thật một chút. Vòng đệm bezel ở mặt đồng hồ cũng rất khó phân biệt. Mũi tên trên vành bezel của chiếc đồng hồ fake sẽ trắng hơn chiếc thật một chút và phần đánh bóng cũng mở hơn. Ở chiếc đồng hồ thật, bezel được mạ bằng platinum qua quá trình mạ PVD, trong khi ở chiếc fake, chúng lại được sơn lên. Và như bạn có thể thấy, vết sơn bóng và không đồng đều, trong khi với quá trình mạ PVD, chiếc đồng hồ thật nhìn rất hoàn hảo. Tương tự với mặt kính, nhìn qua sẽ rất giống nhau, nhưng chỉ khi nhìn kỹ vào mới thấy, rìa của chiếc đồng hồ chính hãng được vát nhiều hơn chiếc fake. Biểu tượng của Rolex được khắc laser. Nếu không quan sát kỹ, chúng ta rất khó có thể nhận ra sự khác biệt này. Độ phản chiếu ở mặt kính giữa hai chiếc cũng rất giống nhau. Sự khác nhau rõ rệt nhất là cửa sổ ở chiếc fake nhìn thô hơn và có một lớp ngoài màu xanh da trời, chống phản chiếu không được tinh tế. Rìa phía trong của phần case xung quanh mặt số của chiếc fake góc cạnh hơn và phần khắc khó xác định hơn. Ở phần vòng tròn số, chiếc đồng hồ thật tròn và sắc nét hơn, khoảng cách giữa chữ M ở phần 300m cách xa hơn chiếc thật, mặc dù chất lượng in giữa hai chiếc là như nhau. Chữ in ở chiếc fake mảnh hơn và màu in xám hơn chiếc thật. Phần kim ở chiếc đồng hồ fake không đẹp bằng chiếc thật và có mũi kim trông cũng thô hơn. Ô lịch ngày là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai chiếc đồng hồ. Chữ số của chiếc fake không nằm ở chính giữa và chất lượng in cũng không tốt bằng chiếc thật. Dù vậy thì sự khác biệt này là rất nhỏ. Khi ta lật ngược chiếc đồng hồ lại, phần case back giữa hai chiếc đồng hồ được khắc gần như nhau. Tuy nhiên thì khi nhìn vào bên trong hai chiếc đồng hồ, ta sẽ phân biệt được rõ hơn. Chiếc Rolex thật có bộ máy Rolex 3135, máy in-house của hãng. Trong khi đó thì chiếc fake dùng bộ máy ETA 2824 fake. Dây đeo của hai chiếc đồng hồ cũng không có nhiều sự khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất là biểu tượng của Rolex ở chiếc fake không nằm thẳng và phần chữ được khắc ở khóa dây cũng không được khéo léo. Để biết rõ hơn về sự khác nhau giữa hai chiếc đồng hồ, chúng tôi đã đặt chúng lên cân.
Chiếc thật nặng 80 gram. Và chiếc fake nặng 76 gram. Chênh lệch giữa chúng là 4 gram. Nói chung, những chiếc đồng hồ giả ngày càng khó phân biệt khi sự khác nhau giữa đồng hồ thật và giả là rất nhỏ. Ngoài ra, có 4 diễn đàn phục vụ những người thích chơi đồng hồ fake, nơi họ tháo các phần của đồng hồ để cải thiện và làm cho giá của chúng tăng lên hàng nghìn đô. Vì vậy, nếu bạn muốn mua một chiếc đồng hồ đã qua sở hữu, hãy xem xét thật cẩn thận. Tốt nhất là hãy tìm đến những cửa hàng uy tín mà bạn có thể tin cậy. Đây là cách tốt nhất để tránh mua phải một chiếc đồng hồ fake. Và đó là những chia sẻ đến từ chuyên gia của Watch Finder & Company. Mong rằng nó sẽ hữu ích đối với bạn và giúp cho bạn điều gì đó. Đồng hồ fake mới hay đã qua sử dụng ngày nay đều được làm giả rất tinh vi. Các bạn hãy luôn có sự tìm hiểu và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn để cỗ máy thời gian được hoạt động đúng với tinh thần và giá trị của nó mang lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy để lại góp ý của mình ở phần bình luận bên dưới với X Channel. Xin chào và hẹn gặp lại. X1, đồng hồ thật, giá trị thật.